Báo cáo vừa được công bố của Tổng cục Thống kê cho thấy, tình hình kinh tế xã hội tháng 8 và 8 tháng năm nay tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực, được các tổ chức quốc tế, doanh nghiệp đánh giá cao. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tính chung 8 tháng tăng 8,5% so với năm 2023. Trong tháng 8, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa sơ bộ ước đạt gần 71 tỷ đô la Mỹ, tăng 13,5% so với cùng kỳ năm trước. Tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam đạt 20,52 tỷ đô la Mỹ, vốn FDI thực hiện đạt 14,15 tỷ đô la Mỹ, tăng lần lượt là 7% và 8% so với cùng kỳ năm trước. Đây là số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện cao nhất 8 tháng trong 5 năm qua, tạo đà thúc đẩy tăng trưởng trong quý cuối cùng của năm 2024. Số lượng doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động cũng đạt hơn 168.000 doanh nghiệp, tăng hơn 12%. Nguồn thu ngân sách nhà nước riêng tháng 8 ước đạt hơn 101.000 tỷ đồng. Lũy kế tổng thu ngân sách nhà nước của 8 tháng năm 2024 ước đạt hơn 1,3 triệu tỷ đồng, tăng 17,8% so với cùng kỳ năm trước.